Xin chào các bạn đã đến với Tinh Tế. Màn hình 2K, tần số quét 120Hz, cấu hình flagship, camera có độ phân giải cao và pin khủng là những gì mà mình muốn nói về cái chiếc điện thoại Redmi K60 Pro mà mình sẽ trên tay và chia sẻ đến với các bạn trong phân khúc giá 12 triệu đồng. Bắt đầu video để cùng tìm hiểu kỹ hơn với mình nha. Với tầm giá loanh quanh 12 triệu đồng thì mình nghĩ là Redmi K60 Pro sẽ là cái chiếc điện thoại rất là cạnh tranh trong cái phân khúc này, cũng như là sẽ thu hút người dùng bởi những gì về mặt cấu hình cũng như là ngoại hình mà nó có. Đầu tiên chúng ta có một chiếc điện thoại với ngoại hình đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn hiện đại và có một cái sự thu hút. Phiên bản mà mình trên tay là cái phiên bản màu trắng, mặt lưng bóng và được làm công 2.5D nữa. Khi mà sờ vào sẽ có một cái độ trơn láng nhất định. Phần camera được thiết kế ngoài cái sự hiện đại ra thì có chút gì đó mà mình nhìn vào mình sẽ thấy nó rất là công nghệ, khi mà cái module camera nói chung này nè, nó sẽ có hai màu, hai cái đường kẻ hai bên đó là màu bạc và ở chính giữa là một lớp kính chứa những ống kính camera. Thì chúng ta sẽ có ba ống kính ở trong đây, lần lượt là hai cái ống kính hình tròn và một cái ống kính hình vuông. Bên cạnh đó là một cái flagship. Cái phần module camera này khi mà mình nhìn tổng thể so với mặt lưng của chiếc điện thoại thì mình cũng sẽ thấy là nó cũng có một cái độ bo cong nhẹ về hai bên, nó giống như là hình ảnh thu nhỏ của mặt lưng chiếc điện thoại này luôn. Có một cái gì đó rất là thú vị và nhìn nó cũng đẹp mắt nữa, cũng thu hút. Một điểm nổi bật nữa ở ngoại hình của chiếc điện thoại này đó chính là nó được thiết kế mỏng và nhẹ. Có vẻ như đây sẽ là xu hướng thiết kế chung của hầu hết những cái chiếc điện thoại Android trong năm 2023, mà không khó để chúng ta có thể bắt gặp hay là trải nghiệm những cái chiếc điện thoại bo cong nhẹ nè, rồi mỏng nè, rồi cầm nhẹ và dễ dàng để sử dụng. Trên cái phần khung kim loại của máy thì ở cạnh phải chúng ta sẽ có nút tăng giảm âm lượng nè, nút nguồn. Và ở cạnh dưới thì chúng ta sẽ có loa ngoài, một cái cổng USB Type-C cũng như là khay để SIM. Ở bên trên chúng ta cũng sẽ có loa ngoài, một cái cảm biến hồng ngoại và mic thu. Mặt trước chúng ta có một màn hình nút ruồi với camera selfie đặt ở giữa. Và màn hình này sử dụng tấm nền OLED với độ phân giải là 2K. Độ sáng tối đa của nó là 1400 nits. Cũng như mình giới thiệu lúc ban đầu thì nó có tần số làm tươi là 120Hz. Và khi mình nhìn vào thì chúng ta thấy là viền màn hình ở cả bốn cạnh của chiếc điện thoại này cũng được thiết kế mỏng đều và mang đến một cái sự hiện đại. Cùng với những thông số mình vừa nhắc tới, nó mang đến sự mượt mà và nhạy khi thao tác vuốt cũng như là xem những cái nội dung ở trên màn hình của Redmi K60 Pro. Về camera, Redmi K60 Pro có 3 camera sau, bao gồm là một camera chính có độ phân giải 54MP. Camera này thì có hỗ trợ chống rung quang học OIS, một camera góc siêu rộng 8MP và một camera macro 20MP. Ở phía trước thì là một camera selfie có độ phân giải là 16MP. Đây là giao diện của máy, một giao diện rất là quen thuộc của những chiếc điện thoại Xiaomi mà chúng ta có thể dễ dàng chuyển đổi qua lại giữa các ống kính góc siêu rộng hay là góc thường. Nó cũng có hỗ trợ chế độ portrait nè, chụp đêm và lựa chọn nhiều cái chế độ khác. Ví dụ như là chúng ta muốn một cái tấm ảnh thật sự sắc nét hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn chế độ 50MP. Về cấu hình, có thể nói là trong phân khúc 12 triệu đồng ở thế giới Android thì Redmi K60 Pro là một cái chiếc điện thoại rất là đáng để cân nhắc, cũng như là một cái đối thủ cạnh tranh rất là mạnh mẽ ở trên thị trường, bởi vì nó được trang bị con chip của Qualcomm là Snapdragon 8 Gen 2, một cái con chip cho sức mạnh hiệu năng rất là mạnh. Kể cả cái việc là chơi game online, chơi game nặng hay là cho cái tác vụ bình thường, nó đều có thể cân được hết. Đây là một con chip dành cho flagship cho nên là cũng không có cái điều gì phải phàn nàn về sức mạnh hiệu năng ở cái chiếc điện thoại này. Và phiên bản mà mình trên tay này á, được hỗ trợ RAM là 12GB và dung lượng bộ nhớ trong là 256GB. Viên pin được trang bị có mức dung lượng là 5000mAh và nổi bật hơn đó chính là nó được trang bị sạc siêu nhanh với công suất là 120W. Vậy thì trong một thời gian rất là ngắn là mình có thể nạp được đầy pin cho cái chiếc điện thoại này. Nói chung là trong cái phân khúc 12 triệu đồng thì mình chưa có gì phàn nàn hay là chê ở cái chiếc điện thoại này khi mới trên tay nó. Giao diện phiên bản mình trên tay và chia sẻ đến với các bạn là giao diện nội địa, bởi vì đây là cái chiếc điện thoại xách tay cho nên là giao diện của nó còn hơi rối mắt và mình phải thực hiện những cái bước setup để mà có thể sử dụng được ở Việt Nam. Hy vọng là Xiaomi họ sẽ mang cái phiên bản Redmi K60 hay là K60 Pro như thế này về Việt Nam để thương mại chính thức, để chúng ta có nhiều cơ hội hơn để trải nghiệm những cái chiếc điện thoại giá rẻ nhưng mà cấu hình khỏe của Xiaomi. Cảm ơn XT Mobile đã cho mình mượn máy để trên tay và chia sẻ đến với các bạn. Các bạn quan tâm thì có thể lên trang web của XT Mobile để tìm hiểu kỹ hơn về giá bán của chiếc điện thoại này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.